Hello tất cả quý vị, thì xin chào quý vị đã trở lại kênh Ngô Review. Thì hôm nay chúng ta như lịch trình sẽ đi vào một con pre-styling dạng sáp, nó thì chính xác là dạng cream của Double Gainer, đó chính là Throatstone. Thì lại một sản phẩm nữa mang cái tên liên quan tới mô tô. Thì clip trước về Royal Enfield thì cũng quên mất giới thiệu cho quý vị rằng là Double Gainer có một vài sản phẩm trước đó, mình nhớ không nhầm là có cả Estrella và một sản phẩm nào đấy khác nữa, tự nhiên bây giờ quên mất rồi. Thì một sản phẩm Clepomet nữa rồi, một sản phẩm khác nữa, bây giờ mình cũng quên, mình cũng phai nhòa đi rồi. Thực sự ra mà nói, giới thiệu về Thurstone thì thật sự thiếu sót nếu mà bỏ qua những clip trước, bởi vì Thurstone thì là một cái sản phẩm mà mình coi nó là mới gần đây thôi các bạn, mới gần đây thôi, mặc dù là nó hiện tại là song hành được với Royal Enfield một khoảng thời gian rồi, nhưng mà nó ra sau so với Royal Enfield. Thì đây Thurstone của chúng ta phiên bản mà từ năm 2018 đến 2019 ở đây, và mình có sử dụng phiên cái sản phẩm Thurstone này rồi. Với mình, Thurstone là một cái sản phẩm mà bản thân mình cũng rất là thích thú. Nó cho cái cảm giác nhám nhám, nó cảm giác nó sạn sạn giống như kiểu Royal Enfield ấy, nhưng mà nó nhẹ hơn, nó mềm hơn. Tất nhiên là sử dụng nó vẫn có những cái đặc điểm nổi trội so với những cái sản phẩm sáp khác, tuy nhiên rằng là nó sẽ là một sản phẩm không phải giữ nếp quá cao. Đây thưa các bạn, đây sản phẩm 56g, nhìn nó rất đáng yêu đúng không ạ? Thì mình cũng rất là thích cái lọ nhỏ nhắn này, tuy nhiên rằng là đổ sáp vào lọ nhỏ nhắn như thế này thì cũng hơi vất vả. Thì đây Thurstone hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn sẽ sử dụng cái hộp tương tự như là hộp của Royal Enfield, tức là về thiết kế thì tương tự, nhưng còn về chất liệu thì sao? Về chất liệu thì chúng ta sẽ có hộp giấy nháp, giấy craft, còn tem in ở bên trên thì vẫn là tem sần như là hộp rồi. À sorry các bạn, đây không phải là tem sần, đây là tem grab, còn đây là tem sần đó, thì thế mới hay. Thì có một cái điểm hay nữa mà clip trước mình quên không nói với các bạn, đó là gì? Cái hộp này ngoài hai phần nắp ở trên và ở dưới mở ra như bình thường thì thực ra thì nó lại được dán, được thiết kế luôn, nó rất là hay các bạn đó. Nó rất là hay, nói chung là nó không kiểu theo chiều mà kiểu mở ra như trên này, mà là nó sẽ mở nắp ra thì nó sẽ có những cái đường như này các bạn này, đường lỗ như này. Mình nghĩ là với mình, tại vì mình quen cái việc là với cái hộp sản phẩm mà mở nắp, nắp mặt này, nắp mặt bên trên này, mình đã quen nhìn với nó rồi, nên là khi mà đến với những cái sản phẩm mà mở nắp hộp mà bên trên này, bên cạnh này thì cảm giác thấy mới lạ thôi. Còn đi vào cái chất của cái hộp sản phẩm thì mình thấy rằng là gì, bản thân cái giấy craft này cũng không quá cứng cáp, đây là giấy loại một lớp thì phải, nó cũng khá là bình thường. Tem nhãn thì với mình đã có clip trước rồi, mình rất là thích nhãn sần này. Và clip trước thì quên nữa không nói, tức là như bạn thấy thì ở trên những cái nắp này nó bị vênh lên một chút đó. Thì cái vênh này nó là do rằng là cái hộp này thực sự là không vừa, hộp bìa bên ngoài thực sự không vừa với cái kích cỡ ổ sau bên trong, thế nên là hơi vênh. Thì cái hộp bìa này chỉ cần to hơn một chút nữa thôi, nhưng mà mình cũng không rõ nữa, mình cảm giác giống như kiểu là anh Long Hoàng làm tròn số của những cái hộp sáp, của những cái hộp bìa này để cho nó hoàn hảo hơn, thế nên là nó bị rôi rôi ra như thế này. Tất nhiên là đóng thì nó vẫn nhìn xa xa nó vẫn ok, nhưng mà để mà nó trải nghiệm về cái kiểu mở hộp thì nó không được khít như những hộp khác. Còn việc nó không được khít thì nó lại bù lại một cái điểm là nó mở ra rất là dễ các bạn, nó không bị chặt quá. Thì cái này cũng vừa là nhược điểm và là ưu điểm, bởi vì nếu mà mở ra dễ thì nó sẽ bị trôi ra, dễ dàng bị trôi ra. Đó. Thì đây, đi vào cái chi tiết hình ảnh của sản phẩm. Đó. Thì chúng ta sẽ có một cái tem nhãn như bình thường, chúng ta sẽ có tên thương hiệu Doppelganger và Thurstone, rồi chất sản phẩm styling cream, boost volume, boost hold. Đó, bên cạnh này chúng ta vẫn sẽ có thành phần, rồi Facebook, rồi Brewery Brew in Hà Nội. Thế thôi. À, còn quên giải thích cho các bạn, Doppelganger tên hãng là gì? Doppelganger là một từ tiếng Đức, nó ý chỉ rằng là ở đâu đó ngoài kia vẫn luôn tồn tại một con người, một bản thể mà giống y hệt bản thân mình, mà lại không phải là do bố mẹ mình sinh ra, thì gọi là những Doppelganger. Thì về truyền thuyết của Doppelganger này thì thực ra thì nó là một cái giống như kiểu creepy pasta, mình không rõ là có thật hay không, tuy nhiên rằng thì nghe thấy khá là chân thật. Doppelganger sẽ là một cái bản thể của bạn, nhưng mà là theo kiểu là đấy là một con quỷ lội lốt,
Và thường những dấu hiệu nhận biết của Doppelganger là đôi mắt sẽ khác so với bản thể chính. Đôi mắt này là màu khác chứ không phải là thiết kế khác như các bạn. Thì tất nhiên mọi thứ giống nhau hoàn toàn thì có màu mắt là khác nhau. Đó, thì Doppelganger ở trong cái ý nghĩa nó sẽ là như thế. Nó thoát ẩn thoát hiện và nó là một bản sao của một cái gì đấy. Nó rất là nguy hiểm kiểu như vậy. Thì đấy là một cái từ dịch thô ra mình có thể giải thích ý nghĩa cho các bạn như thế. Thì từ Doppelganger này mình khá là thích, mình rất là thích. Mình nghĩ rằng là nó là một cái sự bí ẩn, nó là một cái sự bí ẩn, nó là một cái sự tò mò. Tuy nhiên rằng thì nó là Doppelganger của cái gì, của ai thì mình cũng không rõ, mình sẽ không đi sâu vào cái vấn đề này. Mình chỉ nói đơn giản là về cái tên nó với mình thì khá là ok. Tuy nhiên rằng thì viết nếu mà không kiểu biết cái từ này thì viết nó hay bị sai chính tả và cũng kiểu rất là hay phát âm nhầm ấy. Nó giống như kiểu rằng là nếu mà các bạn đặt một cái gì đấy dễ nhớ hơn, ví dụ như là Tom Ford chẳng hạn, thì Tom thì thường người nước ngoài sẽ viết tắt cho cái từ Thomas. Thì ví dụ như là đặt là Thomas chấm 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 Ford thì nghe có vẻ dài dòng, đặt luôn là Tom Ford. Đó, Doppelganger thì cũng cho cảm giác tương tự như vậy, tức là cái tên thương hiệu anh ấy chọn nó hơi khó vào. Có thể bỏ qua cái vấn đề này nhưng mà để mà nói tới một thương hiệu kiểu những người mà không dùng sáp thì họ sẽ kiểu Doppel hay là Doppelganger gì đấy thì sẽ rất là khó để mà tìm, mà nhất là khi mà tên sản phẩm lại giống như là tên một hãng xe. Thì khi mà tìm riêng lẻ Royal Enfield, đọc ra Royal Enfield một số người sẽ rất biết bởi vì là hãng xe rất là nổi tiếng. Thì người ta tìm Royal Enfield ở trên mạng thì sẽ rất là nhiều kiểu dáng xe máy. Còn nếu mà tìm Thurston thì e rằng là cũng vậy, thế nên là hơi khó một chút. Ok, bỏ qua cái vấn đề thương hiệu và tào lao như đây, thì nhận diện của Thurston thì từ trước đến giờ luôn là màu vàng. Thì hiện giờ cái nhãn này cũng là bằng giấy Grab cũng màu vàng luôn, vàng mã vàng nhạt. Mình có thể thấy rằng là cái màu vàng này khác màu vàng ở bên ngoài ngoài hộp đó. Sờ vào mình luôn luôn thích cái cảm giác sần này, cảm giác sần nó cho mình cái sự mà được tương tác với bất cứ một cái sản phẩm nào đấy mà mình cảm giác rằng là được có một chút gì đấy cảm xúc ở trên cái sản phẩm. Tất nhiên là cái hộp thì vẫn là hộp sắt kiểu Royal Enfield, và hiện tại cái hộp này mình đang mở ra thì nó bị méo hết rồi. Có thể là do cái người chủ của nó giữ gìn không cẩn thận lắm, nhưng mà thôi bỏ qua vấn đề đấy, nó có thể méo các bạn. Đây thì Doppelganger của chúng ta đó sẽ ở nằm ở trên cùng như tất cả bình thường khác, tên hãng rồi tới hình ảnh của sản phẩm là về động cơ. Nếu mà ai đấy không biết là động cơ xe máy thì sẽ nghĩ đây là máy xay sinh tố hoặc là máy xay thịt. Thì thôi thì nhắc nhở kỹ cho các bạn là tất cả sản phẩm của hãng Doppelganger này là động cơ xe máy nha, chứ không phải là máy xay sinh tố hay máy xay thịt hay là một cái máy bơm. Không nha, đây là động cơ xe máy thưa quý vị và các bạn. Đây là động cơ xe máy. Và tên sản phẩm sẽ là Thurston ở bên dưới này. Tất cả cái hình ảnh sẽ được in ra bằng pen trên cái nền của cái Grab màu vàng nhạt. Đó. Đây, vẫn kiểu sản xuất từ 2016, EST 2016, bên dưới là trọng lượng đó, một dòng Paris Building Hà Nội đó. Bây giờ mình sẽ mở ra các bạn. Thì clip hôm qua mình còn nói về Royal Enfield thì mình còn nhắc tới các bạn mùi peppermint, nhưng mà khi mà mở ra thì chính xác mùi Thurston này mới là mùi peppermint. Mùi hôm qua mình nói các bạn không rõ mùi gì nữa, nhưng mà đại khái rằng mình nó cũng na ná vậy. Thì ở đoạn clip này thì mình xin đính chính và sửa sai cái mà mình sai và nhận lỗi tới các bạn cũng như là anh chủ hãng là anh Long Hoàng rằng đưa thông tin các bạn là sai. Thì đấy, bây giờ mình sẽ lấy sản phẩm nha. Sản phẩm này vì là dạng cream nên nó rất là dễ lấy các bạn, nó không bị vụn ra đâu, nó sẽ thành một cái cục như thế này, nó sẽ không bị vụn ra. Đây mình sẽ lấy một khoảng như này đó. Bản thân mình đấy rất là mềm, chất sáp rất thích các bạn, cực kỳ thích luôn. Nếu mà nói ra một con sáp dạng cream nào thì đây mới là con sáp dạng cream. Bạn hãy lấy mốc của cái con Thurston này là một cái con sáp dạng cream. Ui nó mềm và nó thích, nó đủ đặc các bạn ạ, nó đủ đặc. Tuy nhiên rằng một cái vấn đề là gì, xoa nó sẽ không tan hết ra tay như tất cả các sản phẩm khác mà mình đã từng review rồi. Thì nó sẽ để lại cái vần vần trắng như này
Đó, nó cũng không phải vấn đề gì to tát quá đâu, mình có review cho các bạn rồi. Thì vì đây là một con pre-styling nên là mình chỉ có dùng nó ở trên tóc ướt mà thôi. Đó. Tất nhiên rồi, nó là một cái lọ sáp mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng trên các nền tóc mỏng hoặc là các nền tóc dày, nhưng mà là những cái kiểu tóc mà chỉ yêu cầu độ dưỡng nếp thấp và đơn giản là tạo cái độ phồng, tạo cái nếp, thì các bạn sử dụng nó vào những cái lúc đấy thì nó sẽ phù hợp hơn với những cái trường hợp cụ thể như vậy, với mái tóc cụ thể như vậy. Thay vì các bạn sẽ mua nó về bởi vì nghĩ mình tóc mỏng mình dùng cái con này độ dưỡng nếp thấp hơn thì nó sẽ giúp mình linh hoạt hơn, nhưng không phải, nó sẽ không giúp các bạn như vậy đâu, nó không giúp các bạn như vậy đâu, nó có thể là không đủ độ dưỡng nếp cho để trên tóc các bạn. Thế nên là lưu ý cái vấn đề đấy. Một con sáp thông thường nếu mà được được giới thiệu rằng là một sản phẩm freestyling thì sẽ bị giảm cái độ giữ nếp đi một bậc. Thế nên là với người tóc mỏng thì nó sẽ chỉ bồng bềnh thôi. Tất nhiên là tất cả mọi người, sorry, bảo với người tóc mỏng thì không hẳn là người tóc mỏng sẽ phù hợp hoàn toàn với con sáp này nếu mà muốn tạo kiểu cố định. Và nếu mà muốn tạo kiểu cố định dành cho tóc mỏng thì chưa chắc các bạn, tức là cái dấu hiệu nhận biết rằng là gì, nếu mà sáp để pre-styling thì có thể dùng cho người tóc mỏng hoàn toàn thì chưa chắc đó là dấu hiệu chính xác. Thế nên là một cái lưu ý nhỏ ở cái đoạn clip này. Thì đấy, bây giờ thì mình sẽ lại đi sấy tóc và sẽ quay trở lại sau một ít phút nữa. Đó, các bạn thì có thể đi làm việc gì thì làm, hoặc là chờ mình một chút mình đi sấy tóc ha. Thì đây, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã hoàn thiện sử dụng của sản phẩm Thrustone của Dr. Kenzer. Thì như mình thấy Thrustone rất là nhẹ, nó cho cảm giác, tức là nó giống như kiểu không hẳn là khác đâu, nhưng mà nó vẫn nhẹ hơn, những giữ cái gu nhẹ nhẹ như thế, nhưng mà cho cảm giác mà bồng bềnh hơn hẳn Royal Enfield. Royal Enfield mình kiểu
hơi bất đắc dĩ nói rằng là nó phồng nhiều bởi vì nó là cái thử nghiệm ở trên các cả chất lỏng khác nữa. Mình tại vì là mình cũng phải hỏi những người khác để mà biết rõ rằng là cái trải nghiệm sử dụng của họ như thế nào, với mức ổn hay mức tốt hay mức trung bình hay mức tệ. Thì họ nói rằng là việc đàn hồi của Royal Enfield khá là tốt, thì mình sử dụng trên tóc mình ok, đàn hồi đúng là tốt thật, nó có tạo một chút phồng theo cái nếp tóc của mình. Tuy nhiên rằng độ phồng không phải tối đa, nhưng mà ở Thrustone thì nó cho tóc mình độ phồng gần như là tối đa này các bạn. Đó. Mà giữ nếp thì sao? Với mình hiện tại lên tóc đang là medium, tức là cái sản phẩm này có thể ở mức firm hold thay vì mức high hold như là con Royal Enfield. Đó. Thì trái ngược hoàn toàn với nhận xét của mình trước khi sấy, tức là sản phẩm này hoàn toàn có thể sử dụng được cho những ai tóc mỏng, mỏng thưa như mình và sử dụng cả để finish luôn. Vậy thì nếu mà để finish không thì con này pre-styling sẽ ra sao? Với mình hiện tại sau khi sấy tóc bằng sản phẩm Thrustone của Double Ganger rồi thì mình thấy rằng là cái bảo vệ nhiệt của Thrustone có lẽ là không thực sự hoàn hảo, không thực sự ở mức tốt hoặc là ở mức dùng được. Thế nên là mình không có gợi ý nhiều cho các bạn sử dụng Thrustone để pre-styling. Nó có thể pre-styling được nhưng nó không phải là một pre-styling hoàn hảo. Thế nên là hãy chú ý cái vấn đề này. Tuy nhiên, chốt lại clip ở đây, chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một cặp đôi sản phẩm Thrustone và Royal Enfield rất là tốt. Cái sản phẩm Thrustone này so với Royal Enfield, nó sẽ thêm cái độ dính cho tóc, thêm cái độ nhám. Và như mình cảm giác ở đây sẽ hơi khô một chút cho tóc nữa. Thế nên là nó sẽ rất là tốt, nó sẽ đi đá cặp cùng với Royal Enfield rất là tốt. Và hai sản phẩm này, nếu mình nhớ không nhầm, combo nó rơi tầm khoảng bằng một cái hộp 100g. Thì đấy, nó sẽ rất là tốt như vậy. Và khi như vậy thì nó có xứng đáng để mua không? Thưa các bạn là có. Với mùi hương peppermint này, với mình thấy nhá, cái mùi peppermint này thực sự là không quá tỏa, không có nồng như mùi đào mà mình giới thiệu cho các bạn ở Royal Enfield. Tuy nhiên rằng thì nó không phải là cái mùi quá tệ và cũng không phải thực sự là cái mùi bỏ đi. Nó cũng rất là thơm, thơm theo cách riêng của nó chứ không phải là mùi tệ đâu các bạn. Có thể các bạn ngửi không quen, các bạn cảm thấy nó sao ấy, nó không vào. Các bạn không thích cái mùi hơi hăng hăng như thế này. Các bạn bảo tôi thích mùi ngọt cơ. Thì đấy, cũng có Royal Enfield mùi đào siêu ngọt cho các bạn. Các bạn kết hợp hai cái sản phẩm này sẽ ra một kiểu tóc hoàn hảo, sẽ ra một cái sản phẩm ưng ý. Sản phẩm ở đây mình đang nói là một cái kiểu tóc nha. Còn lại nếu mà bạn tóc mỏng và dùng Royal Enfield cảm giác như là nó bị thừa thì các bạn có thể đổi xuống dùng Thrustone, nó sẽ là một cái cảm giác vừa đủ cho các bạn. Nhưng mà nếu mà ai là gu theo kiểu rằng là tôi thích kiểu đóng cục vào thì đây không phải là một sản phẩm mà dùng đến lần thứ hai nó cũng sẽ khó có thể gọi là như các bạn mong muốn hoàn toàn, mà sẽ không đóng cục lại như các bạn muốn, bởi vì vốn dĩ nó sinh ra nó đã chỉ ở giữ nếp khoảng medium firm thôi, thì việc đóng cục với nó không phải là một cái điều gì đấy mà hoàn hảo như các sản phẩm high hold hay là sản phẩm mà strong rồi heavy hay hơn hay extreme vân vân và vân vân. Đó, chốt lại chúng ta có nên mua Thrustone hay không thì xin thưa các bạn rằng là nếu mà các bạn đang quan tâm tới pre-styling thì các bạn không nên mua Thrustone, nhất là khi các bạn chú trọng vào cái vấn đề bảo vệ nhiệt. Còn nếu mà các bạn đang quan tâm tới pre-styling dạng sáp rẻ tiền là hàng Việt Nam, hoặc đơn giản bỏ cái mác hàng Việt Nam đi vẫn là rẻ tiền, thì Thrustone cũng là một lựa chọn đáng để các bạn chọn. Còn nếu mà các bạn là người tóc mỏng thì mình có một lời khuyên là Thrustone cũng đáng để các bạn đầu tư và tìm hiểu. Bởi vì sao? Một lọ sáp hạn sử dụng nó từ khoảng 6 tháng đến 1 năm. Thì ở đây mình khuyên các bạn nên có một vài lọ sáp có những mùi khác nhau để thay đổi, để tùy vào từng môi trường, tùy từng trường hợp để các bạn sử dụng nó một cách linh hoạt, thay vì các bạn cố định vào một lọ sáp giống kiểu một cái signature scent, nó là một mùi dấu ấn riêng của bản thân, thì không nên như thế. Đó, mình còn trẻ mà đâu phải già cỗi gì lắm đâu mà cần signature. Thì như thế mỗi mùi hương sẽ tạo ra một cái ký ức, một cái kỷ niệm riêng, nó sẽ rất là thú vị luôn các bạn. Đó, thôi thì kết thúc clip ở đây ngắn gọn thôi. Chúng mình sẽ đi vào clip sau nữa, sẽ giới thiệu các bạn một cái sản phẩm của lại một sản phẩm nữa của Double Ganger như mình đã nói, đó là Royal Enfield bản Limited. Và đây là một trong những cái phiên bản mà có label mình cảm giác là mình thích thú nhất trong tất cả các loại sáp, bao gồm cả sáp ngoại lẫn sáp Việt. Đón chờ nha, ngày mai, tomorrow. Vậy thì bây giờ chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những số sau, và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn luôn đẹp trai, nhớ giữ gìn bản thân cũng như tuân thủ tuyệt đối lệnh cách ly, lệnh bảo vệ bản thân, nhớ đeo ứng dụng Bluezone để phòng ngừa Covid. Chúc các bạn tuân thủ đúng, sống đẹp và
không biết chúc sao nữa, nhưng mà thôi thì kết thúc cái clip ở đây vậy. Bye bye.